Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì có một công ty đấy, bác Atano tham gia trung tâm tư vấn, thì lịch làm việc của bác ấy, là vấn của chúng ta sẽ 3 ngày làm việc, và hôm nay là vấn 3 bạn, ngày mai vấn 3 bạn, và ngày kia của 4 bạn cũng là vấn 3 bạn. Khá là gần nhau,
luôn luôn phải khiêm tốn, luôn luôn là qua một cái cách đó thì là người Á, người Á Châu không phải là một cái cách mà chúng ta làm được bước khó khăn, khiêm tốn, chúng ta luôn luôn bây giờ cũng phải kết thúc nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi quan tâm. Các bạn có nhu cầu thắc mắc về các chương trình kỹ sinh bản hay du học bản thì có thể là inbox trực tiếp đến website của trung tâm là www.giaoduc.htt.com hoặc tra trên YouTube với từ khóa Nhật ngữ HT thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về trung tâm chúng tôi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi live stream này.